Tôi chào trời đất biển dù sống tất cả muôn sinh khó khăn ăn học sống ở làm ăn đều như lúc thất thành từng hôm sau bắt đất cũ hoa rau cài từng những giấc trong ngoài các con sẽ thiếu hụt từ đây mẹ đau lòng mẹ bảo các con giật thật là ai mẹ các con ăn các con sinh sống giàu là nhớ mẹ một thiên tài một mẹ mẹ không dám nhìn các con mẹ bao lòng các con đã tình dần hương mẹ tình tình ơi.
quạt lâm dù tay mẹ tay chiên quạt diễn mây mẹ con ra đây hà nhà sanh linh con gò ta lòng mẹ anh hoài mẹ khổ thương tôi sao con ở đúng hình phạt nhau thân tất cả các con đừng chỉ nhau thân cố nhau làm lòng mẹ đớn đau nhưng các con mẹ khổ tiếp tiên nữ hai hàng các con nợ mẹ dạy thù mẹ cảm ơn hai tiên nữ các con sợ mẹ buồn ngủ các con hiểu mẹ cảm đôn ai còn con ơi mẹ ngồi mà cũng như lửa hồng đốt thân mẹ tình mẹ muôn đời mẹ khóc mẹ con hời con nay giờ con ở đâu rồi mẹ cho các con sinh thế nhạo ta mà bổ phẩm các em chỉ sai các em đồng bổ phẩm mẹ sinh mẹ độ chỉ sai các em đồng bồng thầy như chúng nó đi phải không em dạ thưa hiền chỉ sai các em đi tân phu đêm căng dài khắp nơi vậy thì đầu gần bài ta không được rồi muốn đầu muốn hạ cơ tận diệt thiên đình ngọc đế vũ sổ tàn dù ở đâu chân trời góc biển dù nước nào thì thủy hỏa phong tận diệt đó là chỉ không đành nhắm mắt làm ngơ cùng với các em mẹ sanh mẹ độ ta làm nữ qua luôn luôn em ơi em nhà chỉ đau khổ từng gõn ruột em cũng thương chúng sinh đã từng làm mẹ tề đồng phân nữ như nhau là mẹ thương vì lệ sớm em cùng nữ đi là đệ tử do chỗ số trần khỏi vô chút nước thân âm em có gặp hài lúc cung ơi mà cởi vô sông trần em thái hùng
thiên ta lên mà em nhìn được như hải không có là ai hết. Chức phần ban tiền chúng ta mẹ đổ mẹ xăng đồng giống nhau sức máu lên áo đi ngàn không mang vì chưa tôn giải với màn tất cả các mẹ của phẩm nào đang ngồi chờ trời bất nghĩa dù sống tất cả chúng sinh khó khăn ăn mặc sống ở làm ăn đều chưa đúc hết thảy từ ngọn sao bắt đất cũ qua rau cài từng giấc trong ngoài các con sẽ thiếu hụt từ đây mẹ đau lòng vì mẹ tạo các con giấc thật là ai mẹ các con sinh sống giàu là do mẹ một thiên tài bồi mẹ cho các con quyền quý mưa lọc xe lửa mẹ cho các con buồn lặng lụa mẹ cho các con trăm ngàn tưởng chất nhà đồng nhau mẹ cho các con mệnh phụ phu nhân ra giàu mẹ cho các con công ty sở trường mà các con làm ăn giàu có con ơi từ nay mẹ thương lại từ nay mẹ thương lại con ơi ấp ai rằng mẹ thương nhau các con la liệt bình tao các con thành giúp tranh nhau nước này tăng nước đỏ lục trời thâu ngọc thâu đất thâu người thâu của dạng dân không còn đau lòng mẹ mẹ là của thiên quyền nữ đó con mẹ là tiền tài dọc nhất nhà bạc là thực phẩm là tốt thực tốt tiên mẹ điều nhưng từ nay màn trời thiếu đất ca mọi nơi khổ khổ đau đau tan thương ngày trời đau lòng mẹ có nói những trời hết trời và tận diệt thì rau cỏ không còn làm gì giàu sang nóc của làm nhà bạc nữa tay áo mẹ cầm mẹ nắng chiều tình các con lại cho sinh mẹ đóng lòng để muốn cho nhưng không trái lúc đầu không trái đã hoàng con ơi con như hài mẹ của thiên nhà trời muôn đời là mẹ các con muôn đời mẹ như sắp sinh son nhưng đứng trước tình hình từ đây đến đó con hỡi đi trong thỏ mang trời thì chiếu đất khô khô nghèo
cùng lúc nào ngày cai để bên ta có sát gần không gần bên ta còn đâu yên con nhà đau lòng mẹ cứ sớm tu còn thì con nằm trên trời hầu con hát nghiệp, con nguyện kể với mẹ qua dân. Ngọc bên con kiểu hồng tâm gặp khách con cái nhà cửa làm ảo ảnh.